Chúng ta sẽ cùng đến ngay với đội hình ra quân của đội chủ nhà Thép Sơn Nam Định. Họ sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1. Ở trong khung thành đó chính là thủ môn đội trưởng Nguyên Mạnh, bộ tứ vệ bao gồm có Hồng Duy, Thanh Hào, Hữu Tuấn, Trần Văn Kiên. Những cầu thủ thi đấu ở khu vực giữa sân sẽ bao gồm có Văn Công, hai tiền vệ cánh sẽ là Tô Văn Vũ, Văn Toàn và đá cao nhất trên tấn công là Rafael. Và đây chính là đội hình ra quân của câu lạc bộ đá Thành phố Hồ Chí Minh. Đứng trong khung thành vẫn tiếp tục là cái tên Patrick Lê Giang, bộ tứ hàng phòng ngự bao gồm có Ngô Tuấn Quốc, Minh Tùng, Brandon Lucas, Nguyễn Thanh Thảo. Bộ tứ tiền vệ sẽ bao gồm có Chu Văn Kiên, Hà Long, đội trưởng số 77 Sam Quốc Đức, số 18 Bùi Ngọc Long và bộ đôi trên hàng tấn công sẽ là Poker Tep cùng với Jack Timothy. Ngô Tuấn Quốc quả treo vào rất nguy hiểm. Đó là một đòn cảnh báo dành cho hàng phòng ngự của đội bóng Thanh Nam. Một pha treo bóng với một điểm rơi cực kỳ nguy hiểm, và nếu như ở trong pha bóng này Poker Tep có một sự nhạy cảm hơn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với khung thành của Nguyên Mạnh. Vẫn là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Jack Timothy. Vẫn là Jack Timothy. Sẽ có một quả đá phạt dành cho đội khách. Lỗi của Tô Văn Vũ với Chu Văn Kiên. Thanh Thảo, cú đá chìm vào. Đó là một tình huống đầy bất ngờ. Mặc dù câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không có được một thế trận tốt so với đội chủ nhà, nhưng họ đã biết khai thác và tạo ra sự khác biệt ở trong pha bóng cố định. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá này. Rõ ràng là hàng rào cũng như là hàng thủ của đội bóng áo trắng đã chơi không tập trung. Quả bóng đá chìm và nó xuyên qua vị trí của Lý Cầu Hoàng Anh, bay thẳng vào góc gần và cũng đi qua một điểm chạm trước đó, khiến cho Nguyên Mạnh hoàn toàn bất lực. Một tình huống phòng ngự ở trong pha bóng cố định mà rõ ràng là các cổ động viên của Thép Sơn Nam Định cần phải đặt dấu hỏi thực sự với cách bay binh bố trận ở trong tình huống phòng ngự trước đó. Bùi Ngọc Long, vẫn là Ngọc Long, Jack TBT, hay không rồi, hay không cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với một kịch bản được sắp đặt sở trường. Tuy nhiên, niềm vui thì lại không được trò vẹn khi mà trọng tài đã phất cờ báo lỗi việt vị rồi. Nhưng đó cũng là một trong những bài sở trường của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ sẽ dựa nhiều vào những tình huống phản công. Một quyết định chính xác. Bàn thắng không được công nhận. Đúng là không có gì bất ngờ. Rất tốt Hồng Duy. Hồng Duy không được rồi. Hồng Duy đã quyết định sút ngay ở trong pha bóng trước đó, chứ không phải là một pha tiếp tục phối hợp cùng với người đồng đội. Vẫn chưa tới với Hồng Duy. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Nếu như Hồng Duy đồng đội hơn dành cho Văn Toàn thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn dành cho Hồng Duy cũng như là Thép Sơn Nam Định, khi mà trước mặt của Hồng Duy đang là những cái bóng áo xanh và góc sút thì cũng không thực sự thuận lợi cho lắm. Cú đá đã chạm vào người của Brandon Lucas. Vẫn là Henrio, khá là bập. Đã có từ đủ vị. Chúng ta một lần nữa được theo dõi lại tình huống phối hợp giữa Rafael và Henrio. Rafael làm tường và Henrio có một pha thoát xuống dứt điểm rất kỹ thuật. Sút bóng và sút một bóng của Văn Toàn. Tiếp tục là Thép Sơn Nam Định, Rafael không được. Pha đá đầu hơi với của Rafael. Đó là những chiến thắng trước Tôn Bình Định ở mùa giải năm ngoái trước Hồ Linh Hà Tĩnh. Và mùa giải năm nay là hai chiến thắng trước Khánh Hòa và Nam Định. Văn Toàn, sự kém đang ngày một lớn dần.
Vẫn là Văn Toan, Henrio chân trái, hàng phòng ngự lăn xả của đội bóng áo xanh. Henrio, quá nhiều những tình huống bấm phá đến từ đội bóng đội chủ nhà. Văn Toan, Rafaelson không vào. Một cú ra chân rất quyết đoán và đúng sở trường của một chân sút khét tiếng. Tình huống thả quả bóng rất vừa tầm và tín hiệu cũng đã được phát ra đến từ chân sút bên phía thép xanh Nam Định. Và ngay lập tức là một cú đá mạnh như búa bổ của Rafaelson, bóng đi vào cạnh lưới của Patrick Lê Giang. Văn Toan, Hồng Duy, Văn Toan đối mặt hơi mạnh một chút. Một tình huống phối hợp của những người bạn cũ và họ vẫn cho thấy một điều gì đó rất lợi hại với pha phối hợp nhanh này. Văn Kỳ, quả tạt đến vị trí của Rafaelson, bóng là vẫn còn, truy cứu ra sẽ là những đường truyền dành cho Ngọc Long và sau đó được kết thúc bởi Jack Timothy. Bóng vẫn còn, Lý Cao Hoàng Anh, bóng đi trúng vào vị trí của Patrick Lê Giang. Nhưng tính cho tới thời điểm hiện tại, các pha xử lý của các chân sút đội bóng áo trắng vẫn chưa thực sự đủ lanh lùng cũng như là kém sự may mắn. Đặc biệt là pha dứt điểm trước đó của Henrio bị cản phá ngay trước vạch vôi của Nguyễn Thanh Thảo. Chúng ta cùng theo dõi lại. Trước đó bóng đã chạm vào đầu của Chu Văn Kiên và tạo ra một tình huống bóng phải nói là vô cùng thuận lợi dành cho Henrio. Cú đá suýt qua hai chân của Patrick Lê Giang cực kỳ quyết đoán. Sau đó là một màn mừng rất cảm xúc với Rafaelson. Những cầu thủ ngoài mình rất chất lượng. Tiếp tục là sức ép đến từ đội chủ nhà. Rafaelson. Bây giờ thì đội chủ nhà đang đá khá bay khi mà lợi thế tâm lý đang thuộc về cho đội bóng Thành Nam. Và điều đặc biệt là sự giải tỏa tâm lý với bàn thắng trước đó của Henrio. Nó nhiều khả năng sẽ giúp cho những đôi chân của đội chủ nhà trở nên uyển chuyển và thanh thoát hơn nhiều. Bùi Ngọc Long, Văn Toan. Văn Toan mặc dù chưa ghi bàn nhưng rõ ràng sự kết nối và những pha xuất hiện ở bên phía cánh phải đang mang lại quá nhiều những sức ép cho hàng thủ của đối phương. Lúc này người ta đang rất kỳ vọng vào bộ ba, đó chính là Văn Toan, Henrio và Rafaelson. Chúng ta cùng theo dõi tình huống nguy hiểm trước đó của Rafaelson. Một pha dứt điểm rất kỹ thuật. Bùi Ngọc Long, không có bà nói trong một chuyến làm khách xa nhà và đặc biệt là chuyến làm khách tới sân vận động Thiên Trường của thép xanh Nam Định, thì nếu như trận đấu này kết thúc với một kết quả hòa cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì đó cũng là một điều được xem là chấp nhận được. Thêm một pha đánh đầu làm tường tốt nữa của Rafaelson dành cho Henrio. Và sau đó là một pha đáp trả của Henrio dành cho Rafaelson. Cực kỳ lợi hại với bộ đôi Henrio và Rafaelson. Rafaelson làm tường, Henrio ký tạo. Đó là công thức mang lại nhiều sự hy vọng cho các cầu thủ viên của đội bóng Thanh Nam.
Herrio bước một cực kỳ ngoan và mềm, không được. Sau đó là một pha xử lý bóng kỹ thuật giống như Ronaldinho trước đây của Herrio không thành công. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Bước một chất, không được, lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật trong tình huống qua người này của Herrio, và sau đó đã có một tình huống va chạm với Minh Tùng. Đúng là đã có tác động. Đó là một quả đá penalty. Một quả đá penalty. Hãy cùng chờ đợi xem Herrio và Patrick Lejeune. Herrio rất nhẹ nhàng, anh đã đánh lừa đường thủ thành bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và 2-1 cho Thép Xanh Nam Định và cú đúp của Herrio. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một pha xử lý kỹ thuật lỗi nhưng vô tình nó tạo ra một quả penalty. Còn trên chấm đá 11m thì Herrio với một cái lồng trong chân trái phải nói là cực ngoan của mình đã đánh lừa hoàn toàn Patrick Lejeune. Chetimite tuốt tay. Lỗi là của Lý Công Hoàng Anh. Tuốt tay. Không vào, bóng chạm vào xa ngang. Cú ra chân sấm sét của tiền đạo Bảo Siêu Chính bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng là may mắn đã nghiêng về cho khung thành của Nguyên Mạnh. Quả đá với lực bóng rất căng và nó cũng đã hoàn toàn nằm ra ngoài sự khống chế của Nguyên Mạnh rồi. Herrio, vẫn là Herrio. Đã có tiếng còi rồi. Có lẽ trọng tài xác định đó là một tình huống có lỗi của Rafenson với một pha xử lý quá mềm mại. Dứt quả bóng lên để cố gắng kiến tạo cho Rafenson. Cơ hội dành cho đội chủ nhà. Coutinho làm gì đây? Rất đáng tiếc. Tình huống ba cái bóng áo trắng băng lên với một khung thành rất rộng mở, nhưng Coutinho lại có một pha xử lý chắc chắn sẽ khiến cho các cổ động viên của Thép Xanh Nam Định cảm thấy rất bực mình. Rafenson cú đá rất căng. Nhưng ngày hôm nay thì Rafenson vẫn chưa có duyên để có thể điền tên mình lên bảng điện tử. Một pha bóng mà Rafenson có thời gian để chỉnh bóng và tung ra cú đá rất căng. Bóng đi khá lắc lư khi mà ăn ra bóng ngoài chân phải. Tuy nhiên Patrick Lejeune vẫn đảm bảo được sự an toàn với những tình huống phản xạ ấn tượng. Vẫn là Sam Công Đức. Bóng đã vào khu vực vòng cấm rồi. Cơ ơi! Không được. Vẫn là Sam Công Đức. Công Đức đang bị đau. Quốc Gia để đối đầu với câu lạc bộ Viettel. Rafenson qua người. Rafenson nhảy búa trong vòng cấm. Nhưng Rafenson vẫn đang làm tinh làm tội hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với một tình huống xoay sở, khiến cho ba cái bóng áo xanh cộng với thủ thành Patrick Lejeune phải trải qua những cảm giác vô cùng khổ sở. ChatGPT. Đây rồi. Không phải là một tình huống gây ra được khó khăn cho kinh nghiệm của Nguyên Mạnh. Hồ Tuấn Tài đã rất cố gắng thực hiện một pha đá đầu hướng quả bóng về phía cột xa. Và đúng lúc này, tiếng còi của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã cất lên. Ba chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn đầu mùa gọi tên đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.